Khoảng 14 giờ 30 phút tại sân bay quốc tế Phú Bài, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành đón các công dân trên sau khi máy bay hạ cánh. Đây là những người được ưu tiên về đợt 1, gồm những người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh. Trước đó, những người này đã được Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh xác nhận và phối hợp đón bà con tại các khu vực sinh sống đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhờ làm tốt công tác phối hợp và chuẩn bị trước đó, nên việc đón các công dân trở về đợt 1 được diễn ra thuận lợi, đảm bảo các phương án phòng chống dịch. Các công dân đã được xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu bay về Huế. Công tác tổ chức đón tại sân bay quốc tế Phú Bài và vận chuyển đến khu cách ly cũng được triển khai đảm bảo an toàn cho các công dân và cho cộng đồng. Để hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch COVID-19, có nhu cầu trở về địa phương và góp phần chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án, cơ sở vật chất để sẵn sàng đón công dân trở về địa phương. Sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có thông báo đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về, đã có hơn 10.000 người đăng ký về tỉnh cho đến thời điểm hiện tại. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành phân loại và phối hợp với Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, xác minh, lập danh sách theo đúng đối tượng ưu tiên. Sau khi đón công dân đợt 1, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lập kế hoạch đón công dân đợt 2 trở về, dự kiến thực hiện vào ngày 27 tháng 7 đến 30 tháng 7 bằng tàu hỏa hoặc máy bay.